Xin chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Akari Gaming. Mình là Akari đây. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với con Ark Town 13, nhưng mà chưa hề mắc một chút nào của mình cả các bạn ạ. Thì con Ark này của mình là mình vẫn sử dụng, mình mua vé vàng để mình nâng cấp nhanh hơn nữa cái quá trình mắc ở ngôi làng Town 13 của mình. Và có nhiều bạn cứ hỏi mình là: anh ơi, ở vé vàng thì nó có lợi ích gì không? Và nó có lợi gì? Thì anh em nhìn vào cái danh sách mà những cái hột đá này, đây này, rồi là những cái hột tím này, rồi là những cái spell này, rồi là những cái lợi ích mà nó vé vàng nó đem lại, thì đối với mình vé vàng nó cực kỳ lợi luôn. Đây là những cái phần thưởng mà các bạn có thể lấy được. Còn những cái đã lấy là cái bên này đấy các bạn này. Và các bạn lưu ý là cái vé vàng của mùa này nó có tận tới 2 cái sách luôn. Rất nhiều spell này, rất nhiều sách mà mình chưa dùng đến nơi. Đó các bạn ạ, nhiều thứ lắm. Đấy. Và chắc chắn là mình sẽ sử dụng để mình đập thôi, để cho các bạn thấy được sự hiệu quả của vé vàng như thế nào. Thì chúng ta hãy cùng với mình hoàn thành nốt 201 điểm nữa. Và chúng ta đang có một cột mốc là 200 với cả là 100 điểm ở trên này đây các bạn. Đánh nó sẽ nhanh thôi. Thì mình sẽ đi pha một trận để cho các bạn thấy được hiệu quả của vé vàng như thế nào nếu chúng ta đạt được thành tích nha. Đây rồi, hãy giả Indo Elite này. Vâng, hôm trước mới vượt qua Việt Nam chúng ta ở trong cái bình chọn cho Công Vinh. Vâng, tôi sẽ phải đánh lại. Vâng, đánh cho biết thế nào là đồng Lào. Và đây là một nhà có tới tận 800 mấy nghìn nên tớ quyết định tấn công luôn anh em. Nhưng mà mặc dù trong trận đánh này hơi bị chênh lệch chút xíu là chúng ta không hề có đại quản giáo. Anh em đã nhận ra vấn đề chưa? Ôi dồi ôi, chúng ta đang bước vào hang cọp đấy. Ui trời ơi. Vâng, bao nhiêu spell tôi vụt ra hết rồi các ông ạ. Ui trời ơi, tôi vụt hết đây rồi này. Rồi, King Queen là sẽ chạy cánh ở một bên. Rồi, Royal Champion đột nhập được ở đâu thì đột nhập đi. Và cứ phải bắn tỉa thôi. Này thì Indo với chúng tôi này, bật skill luôn. Oh rồi. Ôi oh, thôi. Vâng, đi đâu không đi, đi gọi ngay cái lũ Z tỉ là thi đấu rồi. Hay quá. Giật nó đi. Rồng điện chạy ra xa đi nào. Rồng điện chạy ra xa đi, đừng có đứng gần nó làm gì, đã gồng Queen luôn. Úi rồi, vâng, một chọi một đống rồi, đến từ vị trí kinh 65. Queen của chúng ta chắc chắn là sẽ tạch lô ở trên kia thôi. Rồi. Ờ, Queen 70 của chúng ta, vâng, ăn được thằng Queen kinh 70 không? Không kịp rồi, thôi. Còn kinh 65 dưới này, vâng, cố gắng chạy lòng vòng sang bên kia. Vâng, mút nốt 188.000 vàng không? Chạy có kịp không? Gồng lên, vâng, cuộc đua marathon bắt đầu. Không. Anh ấy đã vâng quyết định đập thẳng tháp bom chứ không đánh thẳng vào kho tài nguyên. Không sao cả. Được rồi, đi về. Đánh cho tan nát luôn. Một phần thưởng rất là ok luôn. Rất nhiều tài nguyên ở đây rồi. Tuyệt vời. Như vậy chúng ta đã giành thêm được một cột mốc nữa. Vâng, 10 điểm nữa thôi thì mình sẽ đi đánh ở cái viên tường bên này luôn nha các bạn nha. Trước mắt là xin lính cái đã này. Rồi. Đây, 5 giây nữa thì xin quân này và sang làm bên kia. Và trong video này thì chúng ta sẽ cùng trải nghiệm luôn là trang phục về em Queen mới, nữ hoàng hải tặc nha. Rồi, đánh một trận bên này, chỉ cần một viên tường nữa thôi thì đánh kiểu gì cũng được. Chỉ cần có một viên tường thôi mà, đánh kiểu gì cũng cần nó hết thôi. Không sao đâu. Let's go, let's go. Tường bên này nhiều này. Vụt nó. Rồi. Nếu anh em thấy thích video của mình thì cứ để lại mình nút like, share, đăng ký kênh Akari Gaming ủng hộ mình các bạn nhé. Việc các bạn sử dụng mua vé vàng thì nó vừa giảm cái thời gian nâng cấp cho các bạn này, nó giảm chi phí nâng cấp này, nó giảm thời gian huấn luyện là các bạn này, và cái lượng tài nguyên để nghiên cứu này, để huấn luyện này, rồi là để trên lính này, sản xuất lính thì tất cả đều nó được giảm cả. Và đặc biệt nữa là trong quá trình các bạn như là nâng hệ thống phòng thủ hay là nâng tường
thì những quá trình đấy nó cần rất nhiều lượng tài nguyên và thời gian. Tuy nhiên Supercell đã thiết kế cho chúng ta có được cái vé vàng rồi, thì nó rút ngắn quá trình nâng cấp ngôi làng của các bạn đi rất nhiều. Nếu anh em có nhu cầu mua vé vàng, mua gem hay là những cái gói ưu đãi ở trong cửa hàng thì cứ liên hệ Arcady Gaming, mình luôn luôn sẵn sàng hỗ trợ các bạn sớm nhất có thể. Và anh em nhớ là liên hệ mình theo đúng đường link Facebook có sẵn ở trong phần mô tả video, thì mình sẽ hỗ trợ các bạn sớm nhất nha. Rồi, trận này là ok. Đi về review cho anh em nhiều cái hay lắm. Rồi, và cảm giác sẽ rất là tuyệt vời mỗi khi các bạn nhìn đến cái khung cảnh này. Tưng tưng, anh em thấy gì chưa? Trời ơi, sách công trình này, lấy này. Đây là cái kho ngân khố của các bạn, nó sẽ chứa được tối đa là 25 triệu vàng, 25 triệu tím và 250.000 dầu đen. Mỗi khi kết thúc mùa giải, một phần thưởng nói thật với các bạn thì toe toét lầy nhòe luôn. Rất nhiều thứ bổ ích nữa. Món quà mà không thể chê được vào đâu cả. Lấy. Và như vậy là mình đã có trang phục về tướng nữ hoàng hải tặc. Và ôi giời, spell của mình cũng full rồi anh em này. Ôi trời ơi, nhiều thứ quá, vâng, đá gì cũng đầy ra hết rồi. Ôi trời, khổ chưa các bạn. Ôi trời, khổ quá, tớ lại phải tiêu rồi. Hồi 12 này, còn sách công trình này tớ đập luôn để tớ lấy ra một thằng dân. Và các bạn thấy chưa, hiệu quả ngay mà. Đã lấy thêm được nâng cấp cái này lên level 2 là đã mắc cấp độ rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ chơi cái trò chơi nữa, đó chính là việc này của mình là nâng tường đi cho nó máu. Một cục tường ở đây là 4 triệu, vâng, đập luôn. Anh em lưu ý là việc nâng tường này của mình là đã được giảm giá rồi nha. Mình còn 2 triệu dư. 2 triệu dư thì làm gì không? 2 triệu thì mình rút 2 triệu trong này ra là mình sẽ có 4 triệu 6, thì mình sẽ đập nốt một viên tường nữa. Và anh em hiểu cái vấn đề nó đang diễn ra ở đây là gì không? Tớ đang có mấy cái viên đá kia mà nó phun hết rồi ấy các bạn. Tớ lại lấy tới này tớ đập tiếp. Rồi, ok. Và tớ sẽ lại sử dụng bởi vì đá ở đây rất nhiều. Dùng thôi. Ok, dùng. Rồi, anh em thấy gì nữa không? Đây là những cái thời khắc rất vui luôn. Thôi lấy thôi, nhà có điều kiện mà, cần gì đâu. Rồi, ok. Ở trong khu vực này thì Queen 75 cần phải 236.000. Tuy nhiên đại quản giáo thì nó đang nâng ở đây. Ái chà, căng nhỉ. Thôi mình chưa nâng tướng vội, mình sẽ để dành mình nâng tường này cho nó phê này. Trời ơi, nâng bằng tím nữa nha. Việc sử dụng những cái viên đá này nó rất là phê. Và đây là lý do mà tháng nào mình cũng mua vé vàng cả, bởi vì những quá trình nâng cấp của các bạn nó sẽ khỏe hơn rất nhiều. À, thanh niên này là cần hết 13 triệu 6 à. 13 triệu 6 là nhiều nhất rồi, đúng không? Một ngày nữa tớ lại có dân tiếp và tớ sẽ nâng cái thằng này lên. Trời, quá tuyệt vời anh em ạ. Bây giờ thì công việc của chúng ta là cứ vào đây mà lấy thôi này. À, đầy rồi. Và anh em lưu ý là khi mà các bạn đã mua vé vàng ấy thì anh em nhớ mà lấy cho hết nhá. Nhớ lấy phần thưởng, bởi vì là nếu mà các bạn không lấy những cái phần thưởng này thì sau thời gian season end ở cái góc trên bên phải mà cái đồng hồ đó đang quay thì các bạn không lấy thì nó sẽ biến mất đấy. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng trải nghiệm trang phục Private Queen, nữ hoàng hải tặc nào. Oh yes. Đây rồi. Cô nàng của chúng ta đây rồi. Tuyệt vời em ạ. Úi giời. Và để cho em ấy như thế nào thì chúng ta hãy cùng tấn công thử nào. Ui, nhưng mà nhìn qua em các bạn có thể thấy là trang phục rất đẹp nha. Việc các bạn mua vé vàng nó không chỉ là về cái mục đích của trang phục đâu, mà vé vàng nó còn cho các bạn nhiều hữu ích khác nữa. Và mình dám cá chắc chắn là nếu các bạn nào đã từng mua vé vàng thì mùa sau các bạn sẽ mua tiếp. Đó là một điều chắc chắn. Đấy là lý do mình luôn luôn mua vé vàng để nâng cấp nhanh nhất có thể. Và các bạn cũng luôn thấy là con hàng của mình được triển khai và nâng cấp rất nhanh. Bây giờ mình sẽ đi pha một trận để cho anh em thấy được em Queen, Private Queen của chúng ta nó sẽ hiệu quả như thế nào nhá. Let's go. Đây rồi. Một trận mà chúng ta không có đại quản giáo thì cũng đánh cái nhà không có
Queen thử đi. Đừng biết là sẽ khó nhưng mà vẫn phải chơi thôi các bạn ạ. Viện làm sao được. Xử lý. Tấn công vào nào. Đúng rồi. Tiến lên. Vâng, không có lựa chọn nào khác đâu. Không có lựa chọn nào khác đâu người anh em ạ. Người anh em cố lên. Bịt lại nữa này. Gông thằng Kinh chạy phát cho nó nhanh. Lông của chúng ta đâu rồi? Lông của chúng ta đâu rồi? Cố lên khu vực nhà chính. Có làm ăn được gì ở khu vực nhà chính không? Bật skill phát nào. Vẫn chưa được người anh em ạ. Cố lên. Một hit nữa. Đúng rồi. Tuyệt vời. Như vậy là đã đạt được kế hoạch. Kế hoạch đề ra là đã ăn được rồi. Và các bạn có thể thấy là em Queen của chúng ta cực kỳ hoành tráng. Và cái súng của em ấy đã nằm sàn rồi. Súng của em ấy cắm thẳng xuống đất rồi anh em ạ. Đẹp. Nói chung là đẹp các bạn nhờ. Vâng, chết cũng đẹp nữa. Không bù mấy thằng kia toàn cắm mặt xuống thôi. Đây, mấy ông thần này cắm mặt xuống là kinh rồi. Kinh gục xuống. Nhưng mà em tôi vẫn chỉ giả vờ chống tay tí thôi. Ok, đi về. Đồ chơi đã đẹp rồi. Như vậy trong video ngày hôm nay thì mình đã giới thiệu cho các bạn được lý do tại sao mình chơi vé vàng. Bởi vì nó có quá nhiều lợi ích luôn. Và không chỉ vé vàng mùa này đâu, vé vàng mùa nào nó cũng có nhiều cái phần thưởng như thế này cho thoải mái luôn anh em ạ. Đá này, các spell này, các thứ ở đây. Nói thật với các bạn luôn, chơi tẹt bô luôn không hết. Như vậy thì nó mới nhanh được. Và nếu các bạn có nhu cầu mua vé vàng hay là mua những cái gói ưu đãi hoặc gói gem thì cứ liên hệ mình cho đúng đường link Facebook có sẵn trong phần mô tả video. Còn bây giờ, đi đây, đừng quên tối 8 giờ mình còn livestream bình thường nha.